Đó, cô chú coi nó kìa, coi được không? Lên bàn tới bàn nó ăn luôn. Tại sao mẹ mẹ bỏ cho con dưới đây rồi mà con không chịu ăn dưới này, xuống dưới này ăn? Leo lên nó bằng cách nào vậy? Con leo bằng cái con đường nào, nói cho mẹ nghe coi. À, giờ xuống làm sao? Xuống nè. Mẹ giúp nha. Chay đang ăn cheese pops. Khoái lắm. Cái gì mà có phô mai là khoái lắm. Con này con gì không biết không Chay? Cà. Con hươu cao cổ. Cổ. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Đúng rồi. Đừng háo. Cái gì? Chim. Chim, đúng rồi, chim. Hươu cao cổ. Cổ. Cô chú thấy chơi, chơi bộ đồ pyjama đẹp không? Làm sao con? Cá. Cái này gì đây? Cái này ngon vậy chị? Nó nghe nè, con gà nó gái thì sao? Cá cá. Ờ đúng rồi. Con mèo nó kêu sao? Cá cá. Bảy, con mèo kêu sao? Mèo mèo. Mèo mèo. Rồi con chó sói nó hú làm sao? Sói. À. Sói. Sói làm gì? À u. Sói trái. Cái gì? Nó làm bậy không? Chó phải. Mà mày. Chị phải. Ai? Ơi. Trời ơi, có liếm tay nữa kìa. Cái đó ngon không con? Không. Dạ ngon. Con nói đi, dạ ngon. Ăn ngon. Mâm 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 con cho ai ăn á? Con nói con gì? Dạ ơi. Mà con nói con gì? Con heo. Không phải con heo. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ ăn. Hươu cao cổ ăn. Cái con nó tên dài quá. Mẹ ăn chim. Ừ, mẹ ăn chim đúng rồi. Chim. Con chim nó màu gì vậy ta? Con dây chuột. Con chim này màu gì đây? Màu gì? Blue. Blue đúng rồi, màu xanh dương. Rồi. Đó. Bàn có. Gì? Bàn đó. Ông hút. Hút làm nữa. Ừ, mà có cái con này con gì nói lại mẹ nghe coi con này gì? Cái gì? Thu gì? Thu gì? Thu cao cổ. Cao cổ. Đúng rồi. Anh ăn mà mấy nay Tết chơi vui không? Chơi Tết vui không? Vui hả? Tết mấy nay chơi làm gì? Chơi ăn Tết đó mày nghe coi. Hả? Ờ, mà Tết chị ở nhà chị làm gì nó mày nghe coi. Có đánh bài không? Con nha. Có chơi lô tô không? Wow, nhiều quá. Chơi mã 1 2. 1 2 hả? 3. Khát nước không? Uống miếng nước vô đi. Ăn bánh này khát nước lắm á. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên cho cô cho chú thấy bộ đồ pyjama coi. Đâu có chổng gì được. Để mẹ mở hộp ra. Để mẹ mở hộp ra rồi mẹ. Bỏ nước vô nha. Mở hộp ra. Có thể bỏ thêm nước vô hết nước rồi. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Giỏi. Hết rồi. Hết rồi, uống đây. Con cảm ơn mẹ. Này coi không? Trời, vậy uống mới được. Không có chổng ngược lên. Đó. Thấy không? Chạy. Mỏi. Cái gì? Trời ơi, cô chú coi ai nè. Đó, 30 với mùng 1 là người ta không thèm mặc đâu. Người ta đợi tới mùng 4 người ta mới mặc.
Trời ơi, đợi cho mọi người hết Tết thì mình vẫn còn Tết đúng không chay? Ăn chậm Tết còn dài. Tết là nguyên tháng luôn mà. Nhảy đi. Gì vậy, làm gì? Nhảy. Vậy làm gì? Đổ rồi. Con làm gì vậy chay? Hả, đứng làm gì vậy? Ơ trời, mặc đồ đó làm sao 1, 2, 3 được? Wow, trời ơi té luôn. Hay dữ rồi ta. Cô chú thấy chay bữa nay mặc cái bộ đồ này vừa ghê không? Nếu mà cô chú nhớ á, thì cái bộ đồ này đã mua cho chay hồi lần trước nữa, lúc mà về Việt Nam á, là lúc đó chụp cái bộ ảnh hình như là 10 tháng hay là 11 tháng gì của chay á, rồi có mặc chung với là bộ đồ bikini á, mà tới giờ mới mặc vừa nè, thấy không, bự con quá đó, giờ mặc ra dáng rồi đó, mặc nhìn đi như đứa con nít vậy á. Giờ thôi rồi rồi cướp chay, bộ đồ đẹp chay, trời ơi đó. Hồi xưa mặc bộ đồ này ngồi chưa vững, còn giờ mặc bộ đồ này rồi là té luôn chứ. Nữa hả con? Nhảy đi con. Nhảy đi đó, giờ mở nhạc lên nhảy đó cô chú. Giờ khoái nhảy lắm. Rồi giờ đã bắt đầu. Thấy chưa? Thấy chưa? Đổi cái nón hoàng hậu lên đi, đổi cái nón lên đi. Đổi cái vương miện lên đi con. Đổi vương miện lên. Đã vương miện công chúa lên, không thích làm công chúa à? Trời ơi, con nhảy kìa. Thôi để mày bấm cho, chứ. Trời ơi. Chứ mỗi lần mà hết, ta thấy hả, bấm bản nhạc xong rồi leo lên ghế á, là leo lên tới ghế là hết bản nhạc luôn. Rồi rồi, bây giờ ta leo lên ghế nè. Rồi đúng rồi, đứng dưới đất đi cho lành đi, chứ leo lên ghế là hết nhạc luôn đó. Thôi, đang mặc bộ đồ nó đẹp đeo kiến bơi vô chị. Có được không? Rồi, đây là đợi nè, leo lên nè. Wow, trời ơi, nó nhảy xuống là đúng hết nhạc luôn á. Nhảy xuống. Now it's your turn. Press the key when you see it. 1, 2, 3. Trời ơi, trời là chơi vậy đó. Cô chú mà chơi tới mùng 4 là cô chú đâu có còn sức chi chay vậy. Cô chú giờ thức khuya đánh bài karaoke. Nhớ đi, bấm nhạc đi. Đó. Quá hay luôn. Wow. Cái gì? À, đóng cửa lại hả? Sao vậy? Sao, lý do sao đóng cửa lại? Đóng cửa lại đừng cho ai thấy mình nhảy hả? Cẩn thận nha, bấm nhạc đi rồi nhảy lên. Bấm nhạc đi mới leo lên được. Bấm nhạc đi con. Máy này ít đăng clip của chay quá, cô chú cũng nhớ chay rồi phải không? Rồi nghỉ Tết đủ rồi đó cô chú, rồi bây giờ sẽ cố gắng đăng video thường xuyên cho cô chú ông bà coi. It's falling down. Kìa chưa? Cái nhúng cái nhúng đó cho bạn. Trời ơi, giống như làm gì như bơm bánh xe vậy. Động tác bơm xe đạp hả? Wow. Trời ơi, trời ơi, coi được không? Coi được đó không? Từ cái ghế mà nó bay lên nó ôm cái điểm luôn. Còn nữa. Trời ơi. Té rồi hả? Nhớ.
À. Ba của. Vừa lên được tới ghế là hết da. Tội thiệt chứ. Ôi ôi coi kìa, giống nè. Nhảy đi. Nhảy đi chay, chay chay, đừng bấm nữa chay. Nhảy. Rửa đi. Trời ơi, sao nổi cái quần dài quá, phải kéo cái quần lên mới bước lên đó nổi chứ mấy trượt sao. Đó, kìa con quay cái quần lên. Rồi, thấy chưa, thấy con ta chưa. Rồi, ưu điệu nhảy ống bơm xe đạp. Đúng rồi, phải nhồi 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 vào bánh xe mới có hơi, nhồi xuống. Mẹ té đau đâu, đúng rồi, mẹ té đau đó đó. Đau quá trời đau luôn. Đau, đau kia. Ừ, đau ghê ghê thấy không. Rồi. Nói, chân mẹ đau đâu, chỉ coi. Chỉ coi. Đau ghê. Kéo quần lên rồi thấy không. Ghê ghê cắn mẹ đó. Hết nhạc rồi, hết nhạc rồi. Lên, lên, lên tới nơi mới. Lên tới nơi mới nhớ ra là nhạc hết. Rồi lên. Đó. Kéo quần rồi dữ dội lắm à. Ai ngờ kéo lên như hai chân hả toàn bứt bầm không. Con làm gì chay? Không chịu. Không chịu sao? Lưu lưu mắc cỡ làm sao chay? Này làm sao? Mắc cỡ quy quy làm sao? Ông già là sao? Ông già là sao? À, ghê ghê quýnh nè hả? Kéo quần lên. Cái đó là gì vậy? Trời ơi, đứng giống như cô giáo. Làm sao? Quy quy, có quy quy mắc cỡ quy quy không? Mẹ làm sao? Nhìn giống như cô giáo thì đó. Trời nhúng nhúng nhúng. Hết nhạc, hết nhạc, hết nhạc. Đúng rồi. Bấm đi, bấm ba khác đi. Bấm nào, bấm này. Suy nghĩ. Nghĩ chơi. Wow. Thấy chưa, người ta nói là tới mùng 4 người ta quẩy, người ta hứa là người ta quẩy là người ta sẽ quẩy. Con chay con nhiều đồ độc lắm, để từ từ đi. Những ngày tiếp theo, những mùng tiếp theo cô chú sẽ được chiêm ngưỡng xem mà. Má mẹ mới dọn cái phòng nó đỡ, nó nhìn đỡ chút, giờ con vô đây con làm nữa, mẹ mệt quá chứ. Giỏi, mẹ cảm ơn chay nha. Đúng rồi, cảm ơn chay. Nhổ. Cái đăng đây, đăng cho cô chú coi đi. Đó. Đăng hay là ăn kem, đăng gì? Kem. Ăn kem hả? Ừ. Kem. Ừ, ăn kem, ừ. Đánh cho mẹ, lại lên, đánh đăng hoàng. Đúng rồi. Nhổ. Thôi, được rồi. Hả miệng ra đánh ra trong nữa, đánh ra trong nữa. Con có cần mẹ giúp không? À, có, mẹ đánh nữa. Có đời nào ai mà mặc mặc đồ này đi đánh răng không? Mẹ cầm á. Rồi cầm cho để mẹ làm chứ, rồi con cầm. Rồi đánh đi. Tết. Rồi đánh đi con. Hả miệng ra đánh đàng hoàng.
Hình như kiến nè, kiến đó, nhìn đi. Đánh đi. Nhăn răng đây cho cô chú coi coi. Đây răng trắng xà tan. Đây mày giúp, đây mày đánh cho, đây mày đánh cho, đây mày đánh cho. Nhăn răng này mày mượn mày đánh chút coi, mày mượn mày đánh rồi mày đi lại con. Cầm à. Cầm cho, để mày cầm cho. Đi mày cầm mày đánh cho. Thì con đánh đi, đúng rồi, đánh ở trong nữa đúng. Đó, đánh nhẹ nhẹ thôi, đánh nhiều, đánh mạnh quá là đau nú đó. Chảy máu nú đó, nhẹ nhẹ thôi. Đánh ở trong nữa đúng rồi. Nữa hả? Trời ơi, mạnh dữ. Rồi, tiếp tục đi. Ngon không? Dạ ngon. Kem đánh răng là hương hương chuối với lại hương dâu. Chuối dâu là bá phát rồi chứ còn gì nữa. Cho trẻ từ 3 tuổi. Nó chưa từ 3 tháng tuổi chưa lộn. Không cần. Từ 3 tháng tuổi. Nữa. Thôi được rồi đó. Nữa. Nó cô chú à, Tết ăn uống nhiều, cô chú nhớ bảo vệ răng miệng nha. Cô chú nhớ đánh răng đầy đủ nha. Nhớ. Một ngày 5, 6, 7 lần gì cũng được. Chứ đừng có để ăn Tết xong là hư hư răng giống như chay với cô chú nha. Đây mẹ, mẹ giúp con cái đi, cho mẹ mượn, mẹ giúp con cái đi. Vâng. Ừ, có mặt đánh răng à. Rồi thôi nghỉ đi.